Video này mấy bác đừng quên cho em xin một like nha. Đấy, để hôm sau em lên video là mấy bác sẽ được đón coi liền. Thì hồi sáng em có lên một con máy này thì đã có thêm hai bạn nữa, chốt thêm hai con nữa. Thấy chưa? Thiệt sự. Đấy, cái duyên của em bán hàng thì em mới dọn kịp thêm một con nữa. Thì có một bạn cọc bên em luôn. Em cũng chẳng nhớ là cọc bao nhiêu nữa, hình như cọc 300 thì phải. Cũng không nhớ lắm mà em ghi đơn rồi. Thì đây này, bạn coi kỹ cái số series của mấy bạn này. Đấy, thì chờ 623 đuôi nhá. Đó, con này vừa nãy chỗ trên đây có số 67 này, bạn phải nhớ vậy nha bạn nha. Còn con này thì loại ra rồi thì em không nói. Đấy. Rồi ok, để em test cho mọi người nghe. Đấy, con này là con khác. Thì cho mọi người so sánh hai tiếng máy của hai con này luôn. Thì bác này kêu không cần dặm dẹp, không cần dặm giết gì đâu, cứ thế gửi về cho bác rửa lại lại là gửi thôi. Thì em cũng cảm ơn bác đã mua bán máy bên em. Rồi một con xong nha. Rồi bây giờ em kế đến con này của bạn này. Bạn này thì bạn yêu cầu sau khi xong là cho bạn coi trên YouTube. Đấy, yêu cầu test qua Zalo thôi, nhưng mà em cho lên YouTube luôn cho nó máu. Thấy chưa? Thì đây là con máy của bạn, vừa nãy mình vô xăng nổ luôn. Thì nhiệm vụ mình rửa ráy ra sạch sẽ, và mình đã mở hết trong đây ra, mình rửa ráy đâu có đó hết rồi, nên bạn yên tâm, rửa sạch lắm. Đấy, nó chỉ còn lại một tí đen đen, không ăn thua. Đấy, chứ còn bạn yên tâm là mình bung bốn ốc này ra, mình rửa sạch rồi. Vậy thôi, chỉ nói bạn vậy để bạn khỏi phải lăn tăn. Tem đây còn luôn. Thì bạn về là bạn chỉ việc dùng thôi, chứ không phải cần phải lăn tăn. Đây nhá, để em test máy. Nó nổ từng tiếng đấy không? Và nó nổ vậy á thì nhiều khi do gan ti nữa. Đây. Nghe tiếng máy chưa? Gan ti hơi lớn thấy không? Để mình chỉnh lại cho nhỏ lại. Đấy, đẹp luôn. Rồi. Thì đã xong máy của bạn rồi. Đấy. Còn đây nó còn có dính băng keo chưa dọn kỹ. Đây, nó còn có chữ Nhật đây luôn này. Đấy. À, thấy con máy chưa? À, trên sự tuyệt vời luôn. Bạn này mua trên sự tin tưởng nha. Mình quay quay sơ sơ vật này, nó có số 67 nằm trên đây này. Và mình có quay số series cho bạn coi đó. Thấy không? Thì mình kêu bạn cứ cọc đi rồi mình dọn cho. Ai dè ra vô xăng nổ luôn. Thế là rửa lại phát đưa lên YouTube cho bạn coi. Rồi ok, một lần nữa cảm ơn hai anh khách đã mua máy này bên em. Bên em còn nhiều lắm, tha hồ mọi người mua. Còn rất là nhiều nha. Thì con nào ra con đó, rồi bên em cố gắng em gửi sớm nhất cho khách hàng. Hai con này cũng như nhau, chẳng khác gì nhau. Đợt này là cơ hội hay nhất để mọi người mua máy bên em. Thật sự rất cơ hội. Đúng là cơ hội lớn nhất để mua máy bên em, bởi vì bên em mới nhiều. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Máy lớn bao về phát hụi phê.